Trời, mấy cha nội đồn cho cố vô server cũ có sao mà server cũ có con San mà đéo đâu. Server cũ không có con San mà luôn. Mấy ông nội này, ông nội nào đồn vậy? Ôi má, server cũ BK sợ còn chán hơn server mới phải không? Ôi má, nhìn server cũ này. Ôi server cũ giờ này còn chưa có mực, lạy hồn. Điên bóng 8 sao à? Điên bóng 7 sao. Này thằng top 1 server tôi mà. Trời ơi, đội server cũ không có bóng Sam luôn, chung kết không có bóng Sam luôn, vô meta coi con chày với lại con Hang chày đập nhau à. Trời ơi má, nó chán. Má server mới tôi thấy BK còn hay hơn server chung cụm cũ á mấy không? Đây là cụm cũ đó, cụm 200 đó mấy không? Chung sao giờ nó chơi cùng Yamimen vậy, anh chơi Yamimen ngon hơn mấy anh em. Rồi coi hai con chàng nó gõ nhau, bạc 300. Này cuộc chiến tốc độ. Má ngồi nghe cụm cũ chán vậy cứt mấy ông à. Đồ cụm cũ nó một kịch bản lắm má server. Chứ mấy ông nghĩ đi, giờ tôi hỏi mấy ông này, chơi cụm cũ giờ này mấy thằng này nó mới 200 250 à. Rồi trong khi đó mấy thằng server nãy 600 mình coi, trời 700. Rồi mấy ông hồi nãy mấy ông coi mấy thằng chơi server mới hồi nãy á, mấy thằng server 712 mà nó 200 triệu lượt chiến, nó bằng mẹ mấy thằng server cũ luôn. Server này nói chung là chơi càng về server mới á, thì những nhiều người đầu tư về server mới sẽ nhiều hơn, còn server cũ là cứ an phận hữu thường, là tướng mới ra thì thay đâu mấy này mà người ta chơi theo meta, nó sẽ một cái guồng. Tại server cũ á, tại sao nhưng mà nó server cũ nó hay hơn server mới là gì? Server mới mấy anh em chỉ thấy tướng meta thôi, đội hình nó một màu nha. Mấy anh em thấy không, server mới mấy anh em chơi á, đội hình nó một màu lắm, nhưng mà server cũ á thì mấy anh em chơi... Trời, 1 tỷ 4 à. Đúng rồi, 1 tỷ 4. Trời ơi, nó gõ 1 tỷ 4 à. Mấy anh em thấy á, mấy anh em thấy là server cũ á, sẽ có nhiều lối chơi, đam DOT nè, rồi đam nội thương nè, rồi du cá cha nè, đủ thứ. Server cũ mấy anh em sẽ dồn được nhiều thứ hơn, còn server mới thì ai cũng chạy theo meta hết á, chơi theo đội hình thôi, nào ao được chiến thì nào ăn thôi, nó dạng như vậy. Server cũ nhìn đam to nhìn sướng mấy anh em, đồ đủ, tinh thông nó đủ, quan trọng là đồ nó đủ mấy anh em. Tại vì tôi á, khi mà mấy anh em biết không, khi mà tôi chơi á, tôi lợi thế cái gì? Tôi lợi thế hơn mấy anh em á, là tôi chơi quyết đấu cân bằng, cho nên một số con tướng á, tôi chỉ lấy về mục đích là gì, tôi chỉ mạnh quyết đấu cân bằng thôi là được, còn ở ngoài thì nhiều lúc tôi không cần nuôi. Tôi nói ví dụ như những con ở ngoài mà tôi chỉ lấy về tôi chơi, tôi không nâng luôn á, là có một số con là ví dụ như là con 5 đầu đi, ví dụ như 5 đầu trong meta mấy anh em nâng 5 đầu à, mà mấy anh em chơi đúng không, 5 đầu tôi đâu nâng đâu, 5 đầu tôi bình thường tôi để đồ chơi tăng top mà. Rồi con Sam chẳng hạn, Sam đi cũng mực rồi, tôi đâu có nâng nhiều đâu, tôi chỉ lấy về tôi vô tôi uống đấu cân bằng cho nó hiệu quả thôi. Rồi Kukitsu cũng vậy, Kukitsu nè, Boros nè, Đồng Đế nè, tôi đâu có nâng đâu, để đó về nhưng mục đích của nó chỉ đặt vô đội hình là nó mạnh thôi, không còn nhiều. Còn khi mà mấy anh em chơi ở ngoài á, mấy anh em đầu tư vào tướng phải nâng lên 5 sao vàng, 5 sao tím, siêu kỹ rồi trang bị ABC DZ thì nó mới mạnh được. Đó, dạng như vậy. Nó phải nhiều thứ mấy anh em. Mấy anh em phải coi á, khi mà coi chiến khu á, mấy anh em đừng có coi trận người ta thua. Mấy anh em thấy tôi coi người ta, khi mà tôi thấy để ý, mấy anh em coi tôi coi trong meta là tôi coi là coi người ta win, chứ mấy anh em đừng có coi người ta thua. Tại vì coi người ta win á, người ta đi bằng cái lối chơi dị á, mà người ta đi vô được tới top 4 là hay rồi, mấy anh em hiểu không? đi được tới top 4, top 5 là đỉnh của chớp rồi mấy anh em, mà đừng có kỳ vọng quá nhiều. Vô được tới top 4 rồi là hay rồi mẹ. Ặc của tôi mà tôi vô được tới top 4 thôi là tôi gáy tung bầu trời rồi. Mày tính ra chiến khu này tự nhiên nó ra chủ nhật hơi chán không mấy anh em à. Đấy nghĩ ra chiến khu nó cho ngày thứ bảy thì nó sẽ hợp lý hơn, tại vì chủ nhật ít người coi. Chủ nhật mấy anh em mai thứ hai mấy anh em đi làm, mẹ chiến khu này mà coi thứ bảy thì tôi với phân tích rồi mấy anh em tương tác còn nhiều hơn, mấy anh em hỏi còn nhiều hơn. Còn giờ này mẹ coi tới 12 giờ mai mấy ông đi làm nữa, xong mấy ông ngủ hết mẹ rồi, xong mấy anh em giờ ngồi coi. Còn bây giờ mấy anh em nào ngồi coi là mấy anh em đam mê với game luôn á thiệt. Mà mấy anh em đam mê với game thì mấy anh em chả hỏi nhiều, mấy anh em biết hết rồi, mấy anh em vô ngồi coi thôi. Tôi nói mình đúng nghĩa ngồi là mấy ông nghe tôi luôn ngủ luôn á. Nhiều ông ngồi ghiền giọng tôi, ngồi nghe giọng tôi để ngủ không á, đủ. Còn ông này là chơi cực hay luôn nha. Ông này là chơi lần nào cũng vô top. Ông này là chơi từ đó đến giờ luôn, là từ lúc mà tôi làm server này lúc nào cũng xuất hiện trong top 8, ít nhất là top 8. Cái này BK hơn xui mấy rủi thôi. Tôi mà nếu như chơi trong meta này thì tôi sẽ không chơi con phượng. Nếu như mà chơi trong meta này thì tôi chỉ chơi con năm đầu, tôi chỉ đi ngược lại xu thế. Anh coi thử bên hai con phượng đi xem ông chơi cơ mật, rồi từ mấy anh em xem cho hết cái dòng này hả. Cái trận nào riêng thì mình sẽ quay một clip riêng để mình coi, ví dụ như là mình phải coi người ta thắng trước mấy anh em hiểu không? Đừng có coi người ta thua, tôi nói rồi mấy anh em phải coi người ta thắng trước. Người ta thắng như thế nào xong rồi mấy anh em phải coi người ta thua, mấy anh em tự nhiên vô coi người ta thua coi nó kỳ, mấy anh em phải coi người ta thắng trước chứ. Rồi Việt Nam bây giờ ra nhiều đôi giày tóc 20, anh nó có đôi giày tóc 20 đâu em. Anh nó có đôi giày hay tóc 20 đéo đâu. Đó là người ta thôi, đéo phải anh. Ok chưa? Đó là người ta, đéo phải anh. Câu chuyện của người ta, chừng nào anh ra anh mới tính. Ủa anh mà ra là mày, anh mà ra ngày nào anh cũng đăng video Hi Han mở ra. Mày anh sẽ video đề xuất mẹ Hi Han mở ra đôi giày 20 tóc anh đăng, mẹ anh đăng từ thứ hai đăng tới chủ nhật luôn, còn anh đăng từ đầu tháng anh đăng tới cuối tháng luôn. Thiệt. Ê, tôi mà ra đôi giày cộng 20 tóc tôi đăng từ đầu tháng, tôi đăng đến cuối tháng luôn. Ngày nào tôi cũng lấy video đó tôi thay nhạc thôi, xong tôi thay intro thôi, tôi đăng từ đầu tháng tôi đăng đến cuối tháng luôn, thề hứa danh dự mấy ông, ngày nào tôi cũng đăng. Xong rồi đi BK thua bị mấy đó nó chửi. Rồi đủ đi gáy xong mà bị đi gáy rồi ra đôi giày 20 tóc xong đi thu tóc tụi nó, xong đi BK tụi nó chửi. Trời ơi thôi. Để làm thumbnail luôn cũng được, để làm thumbnail nguyên tháng luôn. Má phải bây giờ ra con UG nào khắc chế con Buriburi này mới được chứ, con Buriburi này nó sống tới giờ này là tôi thấy quá lì rồi. Nó phải có một con nào câu tơ con Buriburi này được, để cho những con ghét đấu UG ví dụ như Bơm nè, Siriu nè, hay là mấy con khác nó có chỗ chơi với mày. Con ra mấy con tướng bây giờ đi tuần khắc chế đấy rồi cộng không. Ra Siriu thì đi khắc chế con mực, mẹ ra Bơm thì đi khắc chế điên bóng, ra chày thì khắc chế mấy con, ra chày đi khắc chế Sam đụng nhỉ. Thì cái ra tướng nhiều lúc ngồi chữ tề chữ bậy không à. Ra tướng UR mà tụi đi khắc chế rồi cộng không à. Bảo đảm luôn đủ con sau rồi cũng khắc chế con Buriburi này, một là cấm miễn dịch khiêu khích cùng hàng, hoặc là ra có dạy chón cho đồng minh, hoặc là miễn dịch chơi BD dạng vậy. Chứ con Buri này tôi thấy nó là đang gọi là giành thị phần của mấy con ghét đấu quá mấy không. Nó giành thị phần của nhiều con ghét đấu, đáng lẽ ra là nếu như mà có những con ghét đấu ngon rồi, tôi nói ví dụ như là Bơm nè, rồi đen bóng cũng được, Bơm đen bóng Siriu cũng được, nó vẫn ngon. Mà do con Buri thì nó ngon quá thấy không. Nên là cái việc mà ra tướng thì vừa là khắc chế đánh rồi, ít rồi cộng là chết. Đúng nghĩa 7v5 luôn á, đủ. Hello Tùng Dương. Thôi mày con chày nó gõ, hai con chày nó gõ qua gõ lại nhả đam vô liên tục phải không? Em thấy không là tính ra hai con chày nó gõ như này, em thấy nó không có hiện đam nhiều phải không? Vậy mà trong cái đó thằng hồi nãy server cũ nó gõ 3 phát đầu nó gõ bạo không à? Phải. Thì đúng rồi, bên server chung nó nhiều meta, mấy anh em nó không có một màu, quan trọng là nó không có một màu. À, nó không có một màu như CVC, mấy anh em nó không có một màu, nó nhiều lối chơi. À, nó đam thì tôi không nói rồi, đồ đi đầu không nói, server Việt Nam mình sau này đam cũng vậy thôi, nhưng mà quan trọng là nó không có một màu. Nó chơi nó chịu khó, nó đổi meta, nó không có giống như không có giống như bên CVC, còn Việt Nam mình thôi khỏi nói. Mẹ server Việt Nam mình như cái đồ lẩu thật cẩm á, mẹ server Việt Nam mình là đúng nghĩa như mẹ đi vô ăn vô quán bún đậu mắm tôm, thằng thì kêu chiến mắm tôm, thằng thì kêu chiến xì dầu tỏi ớt, thằng thì kêu chiến mắm thấm, thằng thì kêu một chiến mắm tắt á, vậy như vậy á. Đó, mẹ server Việt Nam mình là ra con nào là con đó ngày đêm đó vô chiến khu luôn đéo còn nghĩ phải không à. Ồ, đéo biết là con nó yếu hay là mạnh gì hết á, độ vô một phát là vô quất, con nó vô một phát là vô chiến khu luôn, con nó vô một phát là vô meta luôn, đéo biết con mới hay cũ gì hết. Ra một phát là vô meta, ra một phát là buổi tối nó vô meta luôn, đéo còn nghĩ. Còn ra là lỗi, đó là câu chuyện của nhà Đức Hành. Mấy anh em đừng có nói gì, mình bị mất quan điểm đó. Má, tôi hết chịu ngậm mất mẹ rồi, giờ cái họng quá ê. Chưa xài, chưa đâu, gặp người chút nữa kiếm cái thằng DOT chút nữa. Kiểu gì chút nữa sẽ gặp cái thằng chơi đam DOT, lo gì. Kiểu gì chút nữa sẽ gặp cái thằng chơi đam DOT. À, tôi nói ví dụ nghe, tôi nói ví dụ những con tướng á, sau này tôi sẽ làm cái danh sách những con tướng chơi trong quyết đấu cực kỳ mạnh. À, ví dụ như con Boros này, mấy con Boros này trong quyết đấu cân bằng nó là sự vô địch luôn nha. Chút nữa sẽ kiếm, ngồi kiếm thôi, server cũ nhiều lắm, ngồi kiếm quan trọng chịu khó ngồi coi thôi. Thiệt, tôi còn làm thì mấy em mấy quan trọng là mấy em còn ngồi chat với tôi, mấy em không chat là tôi đi ngủ à. Thiệt, mấy ông có để ý đi. Hôm nào mà chiến khu á mà tôi làm tới 2-3 giờ sáng á, là kênh chat ngồi nói chuyện với tôi thì tôi còn làm thôi, còn mà hôm nào mà kênh chat nó im hết luôn là tôi biết kênh chat nó đi ngủ hết rồi, còn mình tôi là thôi tôi tắt máy tôi ngồi thà tôi coi mình. Thiệt, mấy ông biết tại sao không? À, ngồi coi mình á thì tôi ngồi tôi vừa để cho cái trận đấu nó quay, xong tôi qua bên đây tôi ngồi tôi đọc chuyện được. Chứ còn ngồi live thì tôi ngồi tôi tương tác với mấy ông, còn mấy ông muốn coi một cái trận mà chỉ có tiếng nhạc hay là tiếng game không thì tôi ngồi bỏ bên kia tôi ngồi tôi đọc chuyện đó, tôi ngồi tôi cho mấy ông coi, rồi tôi mở này tôi ngồi tôi đọc chuyện để quay xong mấy ông đăng lên ai coi rồi coi. Còn ví dụ như ngồi như thế này thì mấy anh em ngồi hỏi ngồi chat tương tác với tôi, ngồi nói chuyện tôi ngồi tôi bình luận tôi ngồi tôi giao tiếp tôi phân tích, chứ còn mà nhiều lúc mấy anh em vô chỉ ngồi coi thôi, xong rồi nhiều ông ngủ quên nữa mà tôi ngồi tôi live mình buồn lắm. Thiệt, ngày xưa thì còn chịu khó làm, chứ còn bây giờ là ngồi mấy anh em ngủ hết rồi, nói chuyện nói tự kỹ vậy, nó mới mất sức lắm. Live từ 8 giờ mấy em, 8 nè, 9 nè, 10 nè, 11 nè, 12 nè, 1 giờ 5 tiếng rồi, video tới bây giờ 5 tiếng rồi. Nãy giờ tôi uống 2 bình nước rồi đó, mấy anh em không để ý, mấy anh em nãy giờ mấy anh em không để ý, tôi uống 2 bình nước rồi đó mấy anh em nè. Nãy giờ tôi đốt hết hai bình nước rồi đó, là một bình này là chai này 1,5 lít nè, chai này 1 lít nè, nãy giờ tôi đốt 2,5 lít nước rồi đó, tôi chuẩn bị tôi uống qua chai thứ 3 rồi đó. Không, tại vì BK khi mà mấy anh em coi Buri á, nó sẽ có biến số nhiều lắm mấy anh em mà. Ra mấy anh em coi Buri nó sẽ có nhiều biến số lắm. Đâu con King ra nó làm thay đổi meta chứ con Buri đâu làm thay đổi meta đâu mấy em. Con Buri này thích gì chơi chứ thiệt. Rồi ok, cho coi cái trận câu mực.